Chị chấp nhận là phòng hoa dứt dưỡng trong 20 năm hả? Tôi chấp nhận. Vấn đề là còn mang quá nhiều quán khí. Ta giao lại việc này cho ngươi giải quyết đó. Cậu định làm gì vậy? Kẻ nắm quyền lực trong tay là kẻ phải biết sử dụng quyền lực để phục vụ cho bản thân của mình. Nếu con người đã biết trước mình rồi sẽ chết, người mình thương yêu rồi cũng sẽ vì cái chết mà rời xa mình, thì họ việc gì phải yêu thương nhiều như vậy, để rồi đau thương nhiều như vậy? Phải chăng vì bởi yêu thương nhau mà đến cả cái chết cũng không làm người ta gục ngã? Hãy uống chén trà này rồi an tâm đi đầu thai.